Ok, hello anh em. Thì nay cũng tối chủ nhật rồi. Chưa biết nên chơi game mới là chơi lên game cũ. Thì vẫn như cũ mở coi mà Steam có gì mới không. Steam DB đây. Caliber này thì cũng chơi rồi một thời gian rồi. Cũng khoảng là 1-2 tiếng rồi. Đánh giá cơ bản thì ban đầu nó khá là tệ. Nhìn đồ họa thì trông có vẻ khá là ổn vậy đó. Họ cũng làm trailer mới luôn hả gì nè. Sau cái lời phê phán lần trước có 20 mấy giây đó. Đây. Thì cơ bản nó cũng là một con game TPS thôi. Anh em nhập vai vào đi đánh chiếm cứ điểm của một vài nhân vật có một số loại kill khác nhau. Tuy nhiên thì súng nó cũng chỉ bình thường, nói chung là mọi thứ nó đều là bình thường hết. Đồ họa có thể hơi kém luôn, thiết kế màn chơi thì cũng khá là tệ luôn. Quy mô khá là nhỏ. Lúc tôi chơi là hình như 5 vs 5 đó. Thì ngoài ra thì đây là một con game FPS, TPS khá bình thường, không có đặc điểm gì nổi bật. Đánh giá mấy xịt hiện tại là có thể là do là phim đó. Có 3 chế độ chơi nè, nhưng mà lúc trước chơi thì chỉ chơi PVP thôi. Cơ bản thì nói là miễn phí nên em có thể chơi thoải mái. Game này cũng khá là bình thường, không có gì quá nổi bật nhưng mà cũng không phải là tệ. Họ cũng bán thêm một đống cái gói DLC kèm theo game này nè, giá cũng không hề rẻ đâu. Hầu hết thì vẫn là đó, hình như có yếu tố pay to win vô nè. Lúc tôi chơi thì chưa có cái đống DLC đó đâu. Bây giờ tự nhiên nó ra đống DLC này cũng không. Thì cơ bản thì con game này thì anh em có thể chơi nếu thích. Nó dòng game bắn súng mới ra. Tuy nhiên thì so với những cái con chất lượng hàng đầu thì nó không thể nào cạnh tranh nổi đâu. Thà tôi về bút ghi tôi bắn lại với mấy thanh niên kia còn đó. Còn thôi do Abed đâu rồi. Con này thì nó tương đối giống PUBG với Warzone hơn là Abed. Ghê bao chích xây cũng na ná nữa. Có thể so nó được con đó với cái bộ khiêu của nó. Rồi tạm thời bỏ qua đi. Quay phọt thì vẫn đang giảm từng ngày. Nhưng mà dù sao cũng đạt đến cái mốc thành công rồi. Game này ra mắt hay nè. Control. Thì Vampire Survivor thì mới có đợt update nữa đó. Con game thì có người rẻ này update liên tục luôn. Dev làm việc cũng là thường xuyên chăm chỉ hết. Tính ra trong vòng vài tháng đầu thì con game cũng dev khá đó. Nhưng mà nhờ dev có tâm làm, sau một đợt mà streamer nào nổi tiếng chơi một cái là nó nổi luôn tới giờ. Đợt update gần đây coi có gì mới hấp dẫn không. Thực ra cũng ngại chơi lại con game này. Tại vì thời gian mỗi màn chơi nó cũng khá là lâu. Ngày thứ 5 nè. Là 2-3 ngày trước rồi, có đợt update patch 1.4 nè. Có thêm cả nhạc luôn. Bây giờ thì cũng đầu tư chỉnh chu lắm. Nhìn mấy cái DLC mà làm nhưng mà anime thứ thiệt á. Thử bấm vô coi cái này. Đây, họ cũng làm dụng cái trailer chuyên nghiệp luôn. Đúng là có tiền rồi mọi thứ thay đổi các hãng. Thậm chí sau này có thể có cốt truyện đầu tư chỉnh chu luôn. Nhìn cái này có ai tin được con game mà India 1 đô không? Maguto cũng phải là Guto. Chắc chế độ chơi mới, màn chơi mới thì bộ kia kỹ năng mới thôi. Nhìn giống mà em cầm cung trong mà Dota 2 quá. Bình thường có app ASEA. Phi Thiên Ngự Kiếm à. Thì cơ bản vẫn là mấy nhân vật cũ thôi. Nhưng mà giờ họ đầu tư thôi dựng trailer cinematic này như một cái mà anime thứ thiệt vậy. Vì gái xinh mà sao kỳ vậy. Nói chung là đầu tư khá là chỉnh chu rồi đó. Không còn một con game cổ như xưa nữa. Thậm chí cái DLC thôi mà cũng đạt được thành tích rất là vang dội luôn rồi. Mới ra mắt vài ngày mà 500 mà được đánh giá rồi. Giá thì tất nhiên thanh niên này chỉ là sẽ quanh 1-2 đô thôi. Quá nhiều tiền rồi. Game này game mới hay gì nào? Không, nhìn thấy khá cũ rồi. 21 Dạ cũng phải 2 năm hơn. À, ông game xây dựng hình như là bối cảnh Hy Lạp cổ đại vậy, Ai Cập gì không chừng. Gần đây cũng mới có một con game mới ra mắt chủ đề này luôn. Phong cách đồ họa này như là đế chế hồi xưa ấy. Khá là cổ và cũ. Anh em nào thích thể loại xây dựng quản lý thành phố thì còn chơi được. Thanh niên thế hệ hồi nay thì rất ít đụng đến mấy dòng game này. Phần quản lý chi tiêu cũng khá là bắt mắt à. Cái khu đó là khu nào của châu Âu không? Nãy nhìn bản đồ mà giờ mù anh cũng không biết gần nữa lắm. Thì cũng khá rẻ, khoảng 100.000 à, đang giảm 10% luôn. Có luôn một cái DLC vô game luôn. À đây, những cái DLC mới ra mắt hồi tháng trước, mình giờ mới dắt được mà đẩy lên đây quảng cáo. Control thì game này chắc anh em hầu hết là cũng biết rồi. Nó cũng từng được tặng một bản miễn phí cho anh em biết coi đó. Game này tệ không tệ, nhưng mà hay thì cũng hên xui lắm. Gameplay nó thì ổn nữa mà cốt truyện rất là ảo ma luôn. Gì game of the year nữa đây. Nói chung thì cũng vô đó đi tìm người nhông nhông vậy thôi. Hiệu ứng đồ rất là đặc biệt nè, đồ họa cũng là chân thực 47, nổ rồi âm âm. 5/5 đánh giá khá là tốt luôn. Hiện tại họ giảm giá rất là mạnh luôn rồi, còn khoảng 175.000 cho một con siêu phẩm này. Con này thì tôi mới chơi nó thời gian ngắn rồi, góp ngang rồi, bữa nào sẽ chơi lại sau. Tại lúc đó chơi hình như còn trên máy có hình yếu lắm, chưa có được trải nghiệm trọn vẹn. Thì vẫn là mấy game cũ nhưng go hơn xưa thôi, chưa thấy nào mới. Phát phân mà, phát phân cũng đã nói lần rồi. Đá tay nè, đá tay thì con game này chơi ngày 1 trên PC Game Pass này. Ồ, mít xịt đây nè. Thật ra game này mít xịt thì cũng không sai lắm, content nó cũng không có nhiều, giá lại cao. Giảm giá chỉ có 20% nè. Thì nó cũng có trên PC Game Pass luôn. Anh em nào muốn chơi thì có thể lên đăng ký PC Game Pass trải nghiệm. Lượng content nó không nhiều, game cũng không có cốt truyện gì, cứ lang thang đi đánh đấm loạn lạc vậy thôi. Trên thời gian ban đầu ấn tượng đó, nhưng mà sau một thời gian thì sẽ là chán ngán ngay. Anh đi ngày chơi bán 2 giờ được. Cái này là Steam key này là nó không tính vô đánh giá chung nữa nha. Đây. Nên cái đồng chơi này không có đánh giá ảnh hưởng vô tiêu cực của game đâu. Steam nó chính sách nó khác biệt lắm. Anh em thanh toán hiện cái vòng tròn này tự bỏ tiền mua trên Steam ấy, thì cái đánh giá này nó mới ảnh hưởng. Còn có cái key này không ảnh hưởng đâu. Anh em là chơi khoảng 70 giờ rồi, hơn 70 giờ mà đánh giá cũng không được ưng nữa, tội nghiệp không? Trăm mấy giờ cũng không ưng nữa đâu. Chơi từ hồi beta tới giờ luôn, tức là không cải thiện hơn mấy. Thanh niên này 300 giờ chơi, sống trong game luôn hay vậy. Viết cũng cái comment này cũng hồi tháng trước đã đánh giá rồi, nhưng mà cuối cùng cũng vẫn là chơi, khá là chơi. Thanh niên này mới với đánh giá đầu tháng 4 là càng có một bản chat mới ra, cũng nghe là gamer là sửa lỗi. Con game này cũng là một trong cái dòng game của Warhammer 40k thôi. Tính ra cũng mấy tháng rồi chứ. Battle Trauma, con game này mua rồi mà không biết đường chơi, mình để tới giờ luôn. Hình như nó vừa review bản chính thức gần đây đó. Đúng rồi nè. Nó review cái bản ngày 13 tháng 3 nè, cách đây đúng tháng luôn. Hiện game này tôi cũng tới giờ thì cũng mới vô bấm thử cho biết chứ chưa chơi nhiều, chơi làm sao nữa. Mà game này chơi mình thì khá là chua lắm. Một con game thấy lỗi quản lý, anh em điều khiển, mỗi người đóng vai trò trên cái tàu đi du ngoạn giống lại quái vật rồi. Vẫn chưa tưởng tượng ra được cách chơi mình thì đã điều khiển những cái gì. Lớp góc có cái thẻ đâu không có à, nó làm đầu qua tờ nè. Game này thì chưa chơi nhiều cũng không biết review cho anh em như sao, nhưng mà dựa theo cái đánh giá này thì quá thành công rồi nè. Giá game nhiêu ta? Rồi giá game gần đây họ cũng tăng giá nè. Hồi xưa thì có giảm tí, giảm khá là sâu. Để coi có game gì chơi không. Thì như cuối ngày hôm qua đó cũng lướt trên Steam ngay cái mục này đâu ta, họ có một cái mục giảm giá cho mấy con game của studio á. Game này game sặc mùi 18 cộng vậy, 18 cộng luôn nè. Ngay trên này là hết 3 game 18 cộng nằm ở đây rồi. Như cuối buổi livestream hôm qua thì cũng có nhắc về con game này, thấy đang giảm giá nên cũng đầu tư mua luôn rồi, nhưng mà hiện tại chắc chưa chơi đâu, tại vì thấy đội này không chạy chơi nhiều quá rồi. Bây giờ cũng đang ngọc game đang giảm giá khá sâu nè, còn 100k, nhưng mà đóng DLC nó thì cũng hơi bị chua không. DLC cũng đầu tư luôn rồi. Hồi trưa thì cũng mới vô setting rồi chứ chưa có bấm vô bắt đầu nữa. Nhưng mà game này chắc hẹn đời sau thôi. Hiện tại chắc tiếp tục con For The King quá. Logic kỳ bạc. For The King đấu tiêu ta. Đây, For The King. Tiếp tục ăn hành ở phần chơi thứ 5 thôi. Game này mỗi lần mở lên là anh em phải chịu khó giờ một chút. Tôi cũng chả biết tại sao nữa. Tiếp tục còn có 56 FPS nữa. Nó đầu ngồi lên 78 rồi. Nó cứ chạy đèn, có khi tắt FPS luôn vô rồi. Để nhìn ngứa mắt. Ok, hello anh em. Vô game nghe không? Tiếp tục gì xong thôi. Hôm lần trước thì cũng đã đi đến cái vùng đất băng giá rồi. Nhìn cái trang phục của mấy nhân vật của mình thấy hồng hĩnh lại. Bây giờ nhiệm vụ mình là làm gì đó? Đây có nhận đâu qua năm nè. Đây mình đầu tiên là tiêu diệt cái băng cướp. Và băng cướp đây. Đây qua 2 vậy. Nhiệm vụ thứ 2 là cũng diệt cái băng cướp đây level 5 luôn, thì bật cái level 2 trước đi. Ai dưới tàu đây? Mình nhớ có nhân vật dưới tàu á, nhưng mà không biết nhân vật nào. Đang tool này là tool pháp sư, không có tàu luôn. Mình chết kỹ ba đồ rồi. Thôi ai đi tới có thôi, tạm thời hết tool đó. Mình đang dùng đất băng tuyết nên mỗi tool nó là mình mất máu nha. Nó không lẽ không ai giữ tàu. Gấu mới xuất hiện nữa rồi. Gấu level 5 hả? Khi quẹo qua bên nó là đi thẳng qua đây luôn. Mà thôi. Ủa rồi con tàu của mình đấu tiêu rồi. Vậy là mất gấu đánh dần mặt nó 72 máu à, cư bình thường thôi. này phép rất là cao, nó cướp tôn luôn nè, hai tôn luôn nè. Cho tự nhiên phát động mấy thanh niên để đánh chuyển chỉ vậy đó, nhưng vẫn cao à. Chia tiền đi, này cộng 25 phát. Trời lạnh. Đâu, không tới, không tới. Và giết nhện này luôn. Xong rồi mình qua mình đánh cái mà chạy cướp hả? Nó đánh động rồi, đừng có độc nha. Ừ, hụt một phát rồi. Bye bye. Ba chục ép mà không, 30 ép đứa nào có tẩu ngon người cắn sắp lên cấp này đi, không này để mà 5 tọt nhất nè. Và đánh chạy này luôn, cái này để mà 2 à, chắc one hit thì nó cũng chống cự rồi. Này là gì ta? À, cái này dùng cái cỏ hồi máu cho đồng minh, không cần đâu. Bút cho anh em thợ săn lên phát nữa đi. Này đánh bên này. Có cái chiêu nào mà lan đam không? Không có rồi. Bắn một phát là chết bên đây. Này bắn đi. Hụt. Cục nhiều gì ta? Rồi né hết đây. Chắc cái phép mình cao quá nó mới vậy. Bán thường thôi chứ chắc. Chích máu à. Đánh thường luôn. Bây giờ có tiền rồi. Được cái khiên này chắc cũng bỏ thôi. Cái nón cũng cùi nữa. Có cái gương nào. Bả tay đi. Rồi quái rồi, thiệt. Nó canh đúng lúc mình mà sai lầm cái nó bợp điện. 21 đam. 105%, 31 đam. Bên kia đánh 20 còn 10 nữa. Bên này đánh 20 thì nó mất 10 máu còn 37. 37 rồi phải đánh cứu chắc ăn mới được. Giờ đến 20 nó không chết rồi nè. Quýt chiến binh lên 31 90 đủ á. Giết luôn. Mất 2 điểm trí tuệ. Cái búa của mình đang xài rồi, cái búa làm sao ta? Còn 2 điểm mà. Coi nó có một hồi máu quan trọng lắm. Tại mình đang đi ở vùng đất băng mà. Về đây thôi. Có ai bán tàu không? Trước mua con tàu rẻ rẻ đi vòng bên kia cho nhanh. Có 3 máu rồi đi lạng quạng và chăm cỏ luôn. Núi lửa gì đây? Lên được không ta? Không lên được rồi. Mình phát hiện ra cái tượng anh hùng. Có cà khá núi lửa nè. Thằng này thì không cần. Thằng này nó có cái bút tiền này. Chiến binh thì chắc cũng không cần đâu. Rồi chiến binh đang thọ cấp nè. Lên lấy đi. Đó. Rồi xuống đào đi tiếp. Bây giờ nhiệm vụ mình là qua giết con này. Nó nằm ở đây. Nên đi bộ rồi đi xong thôi. cái tượng này ở đây. Sao núi lửa nó mọc lên nhiều nào? Quái level 5. À, con thuyền của mình còn ở đây nè, nên chắc đi đường sông đi. Thuyền này nhỏ nên nó đi chậm quá. À, còn hai nhiệm vụ này quên. Level 6, được được. Đánh xong con kia lấy tiền rồi chứ mình lên đánh. Núi lửa nhiều ta, núi lửa này có ý nghĩa gì không? Một chai. Hộp về. Hộp vị trí đánh thôi cũng đâu sao. Hai con level 6 à. Đánh xin giáp đi. Hàm 8 với 10, 38. Còn hơi bị chảy máu. 8 2 hộp cũng đủ. Đó, 2 hộp vừa đủ luôn. Đánh 17 máu hả? Rồi tôi nói là sao lắm, cứ đánh bình thường thôi. Được thêm tuôn nữa. Lóc đam mình luôn, bye bye. 4 máu. 4 máu chắc 2-3 dạch là đủ gì. Đây cái nón ngon đây. Cái cỏ. Sách này lấy không ta? 4 với 3 cũng mát focus mà cái kia thì lại được 2. Coi chiêu cái đó. Có thể giải đồng mình, trấn an đồng minh, tăng focus. Có thể ghi ước cho mục tiêu. Ước cho mục tiêu thì có thể kết hợp với đánh chảy máu. Có sóc thì ngon nhưng mà không. Cái này là gì đó? Hồi máu cho một mình vô coi thử rồi. Không, không được. Thanh niên chiến binh là 75, 75 hả? Cái này nó dựa vào cái điểm gì? Điểm di chuyển hả? Rồi em tuôn đi. Để con thợ săn rồi vô. Quá trời núi lửa nó mọc lên này. Đó, mình hồi được một máu nè. Đi, tiếp. Đây cái chạy cướp đây phải không ta? Đúng rồi, nó nè. Vô bèm lắm. Bao ba, mình đây bà nằm nó không nằm, tóc nó cao hết chứ. Nên bán 3 đứa đây. Hàm 2 không sao. Dứt điểm này luôn. Con này focus nhiều quá chắc giờ mới để ý. Bây giờ 32 rồi nó còn một máu, cho nó chảy máu đi. Bắn này bắn thường thôi. Nó búa tóc rồi, búa xong nó chết luôn rồi. Sao chảy máu nó không chết hả? Cái gì đây? Nó mới bật cái hiệu ứng công lý gì đến Lan á. Rồi có tiền rồi đó. Nên lên tàu lại mới được. Hai này đi rồi. người này đây. Khoan Anton đi, cho con mà pháp sư đi hồi máu mới được. Tàu level 7 rồi hả? 7 thì sẽ cân nhắc đánh nó đó. Đây, đồ ngon nè. Nhưng mà mất 2 điểm hồi máu, lấy đại đi. Bây giờ mình bán bớt mới ghét. Cái áo này thì ngon hơn. Mất 3 điểm né tránh nhưng mà nó khá là ngon. Cái vũ khí con này có xài đến Vitality không ta? Không, nó xài chỉ số regen nè. Nếu Vitality thì có thể mua cho nó. Ừ, rồi. Đây, có cỏ đây, mua hết. Rất là cần thiết. Bây giờ là bán bớt đồ. Bán luôn. Bán cái kiền luôn. Khoan, mình cầm cái này mình xài kiền được không? Không. Có mũ xịn nữa rồi. Cái này có 1 đam mà bỏ đi. Chày cũng vui lắm. Chày này về gì tao? Rồi, cái gì được vậy? Ngủ giấc thôi. Quét gì không? Đây là một cái đảo nữa hả ta? Đảo này mình lên chưa? Chưa lên luôn. Bao ti thì 120 tiền, vũ khí thì cây kiếm gãy. Con ọt. Con này con điện, cua điện. Con này bé cái trộm, nó đánh mất tiền mình đó. Ọt đi, ọt nó chỉ có máu cao thôi. Nằm phía dưới này 120 tiền. Coi trên chợ có bán gì không? Mua cái này luôn. Này cái thứ đó rất là cần thiết, nó bán tàu luôn nè. Mũ pháp sư có rồi. Cây này cùi. Sách này cũng không hơn. Nói chung ở đây là đồ cũng bình thường thôi. Mà giày chắc đổi qua giày này. Giáp này trừ 3 điểm trí tuệ luôn. Áo này khá ổn nè. Rồi, đi thôi. Đồ thì cũng coi như là ổn hết rồi. Nãy thấy có câu báo rồi nè. Vô, hốt kho báo luôn. Được tiền. Cái cỏ dùng đi. Cái này là cái khám hòm, cái này không có gì hết. Bây giờ chăm hỏi cây bên luôn. Một con tàu ma level 7, mình 3 level 6. Cố rồi có thể đánh được. Nhưng mà chắc xuống đây làm quét này. Cô Quốc nó hưởng ái rồi, level 8 này đó hả? Nãy 7 mà. 6 thì chơi được. Chơi luôn. Bây giờ con nào cũng 12 giáp vậy đó. Nếu như có đánh thì đánh con đến giữa trước. Vậy nó chơi đầm lửa. Bây giờ hên quá, miễn kháng. tay đánh này. Chắc không cần ướt đâu, ướt nó thì có thể dồn được mấy hiệu ứng kia. Bây giờ bắn xuyên giáp chừng chừng là chết mà. Rồi, thành quá né được cái chiêu hư đốt đó. Rồi còn 4 máu à. Đánh này đánh chững chết luôn rồi. Một pháo thì chết. Gắn máu thôi, không gắn là hồi tên sau lạnh cũng chết nữa. Ướt nè, bình thường thôi. Mày á, mấy hình đường này né ghê ta. Rồi tạm biệt. Chạy né luôn nhá, né nó không. Rồi bị ăn thêm luôn nữa, khó tay luôn, mất 20 máu hoàn mạng. Quên hồi nãy phục hồi vô kết có nghĩa không? 4 né tránh nè. Mà cái này 10 giáp luôn. 4, 2, 6 né tránh, mất 2 né tránh nhưng mà tăng được 2 kháng. Nhiễm nhiễm dưới nước. Để cái này đi. Này cắn máu đi, đấm luôn sợ gì. Còn gì đấy, nó không bị ướt và nó không bị thiêu đốt nên đánh con ốc chài trước. Rồi chảy máu luôn rồi. Bây giờ có thể gây ướt cho nó 46 đam. Chắc đánh thường thôi. Còn 24 máu. Quên chọn mục tiêu rồi. Đánh đau dữ à. Chảy máu rồi trời. 45 thì chiều cần mình mất mới có 42 rồi. Bây giờ cái đánh này cho chết đi. Đánh à. Bắn thường này thôi. Cho nó cào cái. Rồi tuôn sao chứ phải bơm máu, bị sao tuôn luôn rồi. Cắn máu, cắn máu. Cứ bỏ 3 điểm nó dánh đi. Chưa tới tù nhưng chưa cắn được. Vậy mình là đi qua đây. Giờ nắm luôn. Volibia hả? Bắn 3 con đi. Không phải luôn. Con này có khả năng khá là nguy hiểm rồi. tuần sau con gấu. Bốn mốt như vậy chảy máu có thể ép nó chết được. Không luôn rồi. Sao thanh niên này đánh mít dưới đó 90% cũng ít đâu. Giết này để nó nguy hiểm quá. Nó đánh cái gì đây, miễn nhiễm với nước không sao. Giờ phục hồi phối kết cho đồng minh đó. Chiến binh này đấm nhẹ cho nó chết này. Dục ăn lên. Bây giờ chuyển bớt mấy cái cỏ qua cho đồng minh. 1, 2, 3, 4. Rồi 3, 4, 3. Tiếp thôi. Mua tiếp. Đương nhiên phải mua cỏ rồi. 1 phô kết 4 thức tỉnh, 3 đam phản, 25% với xác sống. Hiện tại đứa nào đang mua đây ta? Còn 46 tiền rồi. Cái này được nào? Cái kiếm này ngon hơn, mua luôn. Cái kiếm này để vô pháp sư không cần. Cái kiếm vừa nãy là theo trên đó ta. Ai chơi đều theo trên nó chỉ bán cái này đi. Nếu cái này cũng ngon nè, và trừ 5 phát. Có đánh đam AOE, có stun luôn. Phân dân quá. Bà lỡ mua rồi, chứ không mua lại đâu. 2, 2, 2% khoảng. Chưa có cái vũ khí nào theo cái chỉ số này hết, nên mua cũng không cần. Này thì thủ thì yếu. Không cần. Này không. Này cũng không luôn. Này thì có thể suy nghĩ lại. Nhưng mà mất 3 segen này nguy hiểm lắm. Hết rồi. Giờ này chia tiền qua tí cho khỏi săn đi. Rồi ok, đi thôi. Này là sao ta? Cái công trình thì nguy hiểm đang sợ bao tại pha vui thôi. Con này nguy hiểm nhất nào. Hai đứa này thì kháng phép hết rồi. Chắc dồn đam vô cho chết này đi. Còn khoảng 19 máu. Thì chỉ cần 3 nốt thôi. Đã vừa đủ luôn. 3 nốt tuyệt. Bị sốc điện à. Hên là kháng. Vậy là mình không quan tâm cái con đó. Mình quan tâm này. Này kháng phép nó khá là cao. chắc ăn liền, có thể đánh hụt. Đó, đúng như lo ngại luôn. Hụt nhiều dưới đó, 90 rồi. Rồi còn 30 máu à. Chắc ăn. Này lên cấp hồi máu rồi, này sắp lên cấp mình chứ không cần cánh thuốc đâu. Này gần trắng rồi. Hy vọng đừng chết nha. Trời nó cắn hút máu luôn. Để với con quỷ nhỏ này trước. Ba con này không có giáp bắn ba đi. Con này chấp nhận nó đánh này. 34 rồi. 17 9 đâm lát. Chắc ăn. Để máu. Thôi 15 6. Trời lúc đó thì nó lại đi giết. Trời hên quá. Giờ chắc dồn mới giết này. Rồi mình xài cái này vừa đủ. 34 là dư 2. Chầm chắc ăn này. Tuần sau nó đánh nữa, này còn có 9 máu à. Nguy hiểm quá. Chết không ta? Rồi chết luôn rồi. Bó tay. Tốn thêm một cuộc hồi sinh nữa rồi. Đồ không có gì hết. Làm nó không được lên cấp luôn. Ăn trắng máu đi. Người tiếc hả? Nó đánh nhanh quá. Tiếp theo là tới thằng này. Thằng này không có nhất kích tất sát được rồi. Bắn bào mình. Mình bị nhiễm với nước. Thì dồn chết con nào được không ta? Dồn này chết không? Trời. Đóng băng hả? Để đóng băng không mất máu rồi cũng không sao. Con này 15. Bắn bình thường cũng chết. Nó đánh cái nữa đi. Nó hụt cái mà 20 đam. Xuyên giáp. Này chừng nào mới hết băng vậy? Cười bấm. Chắc lấy cái này tăng được 3 cho em nè. Mất 2 điểm kháng thôi. Mất 2 điểm hết thôi, mất cái đóng bằng không được. Vũ khí thì cái chen này cần thiết lắm. Gương. Đây, mấy chục rồi. Chìa khóa nhiệm vụ. Toàn máy gì mà. Không có đồ nào xin rồi luôn. Thôi có cái liều cắm liều trước đi. Có cái liều. Hai này khác nhau sao bác? Như chăm hỏi còn ra nữa tính giờ bem nó đã bắt cửa vô ba con này chưa dĩ dân chưa nhìn nó đánh mình nè, làm sao tới thằng cầm đàn không thể gạt nó được. Rồi nó phá chiều này không ta? 38 38 vừa đủ nè. Nhưng mà đứa nào cũng có kháng phép chứ. Con này chưa đánh, chắc đánh vô này trước. 13 đánh thường rồi. Chơi 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 chơi. Không mà cái gì mất giáp lạng quạng là bay màu luôn. 91% không lẽ một thật rồi. Bó tay thì con này hút máu ghê quá. Bây giờ thằng đá đàn là chắc giết con này trước. Chắc ăn cầm ra. Không có tin tưởng 91, 92 nữa. Này 33. Quên còn một máu, quên với 3 lớp giáp này. Bút đi đường rào với pháp sư. Pháp sư đầy đủ điểm máu. Rồi, chắc cắn máu trong này thôi. Xè tí máu rồi đi. Rồi đi thôi. Tôi có bán máu nè. Này nhiều nhất tự mua, giá nó ngày càng lên rồi. Mua 3 cục máu hết 200 mấy tiền. Giờ có cái nhẫn, nhẫn này không cần. Súng này khá là ổn đó, nhưng mà nó chỉ bắn đường cái à. Tuần sau phải nạp đạn. Cái ngọc xét này ngon lắm, ngon hơn cái băng của mình. Cái băng của mình nó hay phiêu nước thôi, nhưng mà cái xét này nó lại nhiều hơn. Nó sóc được nguyên gúp chắc đổi á. Bán vũ khí này được nhiều rồi. Mượn tí tiền bạn ơi. Đi cái này ngon hơn á nè. Sao mua rồi mới thấy ta? Có thể đánh 55 đam cho một mục tiêu luôn. Nhưng mà cái này thì hiệu ứng cho tem mình nó ngon hơn. Ủa? Hóa ra là mình thọt đồ như vậy đó hả? 10 điểm kháng, 4 điểm né tránh, 5 điểm tốc độ. Bà sẽ thường nhật lý hả? Thanh niên này cũng thọt đồ dữ lắm. Thì súng này tới 500 lận. Rồi súng này bắn được không phát một à. Tem bây giờ hết tiền rồi lại thọt đồ nữa. Thôi đi tiếp thôi. Chấp nhận số phận nhà nghèo đi. Ngọt mà ngọt. 4 giáp. Cầu lửa thì có thể gây thiêu đốt. Ủa sao đạm yếu gì ta? Pháp sư mình đam yếu gì nè. Rồi đam nhóm không ạ? À? Hàng gì? Nó biển với sóc. 2 con biển với sóc rồi. 2 con biển với băng luôn rồi. Biển với lửa luôn rồi. Vậy có nghĩa lý gì nữa đâu. Có mỗi con giữa là bị lửa à. Bây giờ phải gạt con mới được, để nguy hiểm lắm. Con này level 6 gạt này đi. 35 đam chưa đủ luôn. À, 21 đam phép hả? Thì mình kháng phép yếu. Có con này kháng phép đỡ đỡ nè. Bây giờ con ngọt trâu lắm. Tập trung giết này trước. Không không không. Bắn này đi. Rồi giờ gạt nó nè. 35 rất đủ. Đi tới này. Nó 32. Hên có 10 máu không sao. Này máu hơi yếu như tí. Không, ngầm thôi. 1 giáp nữa. 1 giáp cũng được. Bây giờ hàng này yếu máu quá rồi. Còn bên đây là level 6. Tập trung giết này trước. Ây da thiệt, nó còn 1 máu rồi. Một hồi đam OE thả vô cũng được. Rồi giết chết luôn này. Bây giờ con này là không chảy máu rồi, có thể sốc. Sốc gì là đài sốc đi. Sóc. Sóc nó đánh mình nó dễ bị phá kill nào. Đó, né tránh mình cao là mình thoát được. Đánh này, bắn này. Rồi tuần sau để nó sóc cái nữa là nó chết. Này máu cao lắm. Cho nó chảy máu. Nó vừa bị sóc vừa chảy máu rồi. Cho nó cái băng không? Rồi nó có ống kháng băng quên. Còn 18 máu à. Cho nó bị thiêu đốt cắn máu cái. Hụt luôn rồi. Đó tự chết. Chỉ máu đậm hơi thấp nhưng mà vẫn ổn. 4 né. Này xài luôn. Miễn với chất độc. Chị tuần sau có khi gặp độc không ta? Có khi cái tuần sau gặp độc thiệt. Chắc ăn đều đi. Rồi con này máu đang hết. Rồi chưa gì nó chậm tiền mình thấy thật sự nó trước. 38 máu. con này không bị chảy máu, không bị chảy máu luôn. Giết nó trước đi. Học kìa. Bây giờ sóc con hai con kia không sóc. Lửa, lửa được. Còn 4 à, 4 cái bắn này. Bắn giữa chứ. Chầm chầm nữa chắc. Hàm 8 lên đài này đi. Lửa đốt chết đó. Nên không ta? Không. Nãy tính hiệu lực tài quên. Sao con này dính hai độc ta? Cái cộng đỏ đỏ dễ đọc thôi. Rồi đây nào. Tới gương rồi. Tiền bè quá. Bốn này 8855 mất 4 cái né tránh nè. Nhưng mà miễn nhiễm với nước cũng được. Cái này cũng được nào. Kháng phép lên 20 à. Bên này là có gì? Chưa kịp đọc. Pháp sư hồi máu. Chiến bình hồi bao kết, thợ săn hồi máu. Rồi xong rồi lên tàu đi. Xuống vô chấm hỏi rồi. Quá trời núi lửa này. Chắc không đâu. Bỏ không được. Được luôn rồi. Rồi con này nãy nhiệm vụ rồi quên. Xuống đấm đó. Hai con đó. Hai con hột đó. Giờ đẩy cái tôi mới xuống rồi. Bây giờ do xét giật nó thôi. Còn đầy máu đi, đánh đầy máu. Giật xét lắm. 93 rồi. Băng còn phải. Chất quyết rồi. Chất quyết cộng dồn ta. Thử tới nữa. Xét rồi hả? Cho nó với lửa. Cho nó bằng. Bình thường thôi. Bình thường nó chết rồi. Trời, tự nhiên cái giáp mình mạnh vậy đó. Có gương. Định danh cái này. Màu trắng là mình mở được. 100 vàng, 5 forget xài luôn. Cây đàn 21, 16 tiền. Không, cây đàn này nó qua điểm talent này. Chúng ta làm mình 80 rồi. Người ta làm 77 nè. Nhưng mà đâm phép thôi. Nữa hả? Mắc gì hai con ngọt rồi, hai cái đàn đi. Mình đưa bờ 7. Về tàu thôi. Đây gì đây? Điểm trí tệ. Trí tệ thì để kia đi. Ngon. Bây giờ là mình cái đun này đều vào 10 chưa đánh được. Ủa đâu nó chỉ vô đâu vậy? Này phải không? Này chắc lên ở bến tàu vậy đó. Lên bến tàu này đậu tàu vậy. Này mọc đây rồi xong đi. Chơi dơ vậy. Này không biết sao nãy giờ bắn hụt hoài luôn. Sóc nó thôi. Trời, sóc nó rồi mà nó đánh còn slow xuống 38 đâm đó. Sóc rồi tới băng, băng xong tới lửa. Bắn này bình thường đi. Chảy máu rồi. Nó bị sốc rồi. Gì vậy ta? Hay cái đó là cái gì? Nhận đam thời gian dài. Nguy hiểm rồi nha. Chết đi. Bị lỗi đầu bạ gì vậy? Cái gì đây? Game dính lỗi đồ họa gì luôn. Bây giờ cái này nó hiện ra tràn lan này. Wow. Kiếm dễ vỡ hả? Siêu luôn. Cái cung dễ vỡ. Được. Trượng dễ vỡ. Cái đàn dễ vỡ. Chơi đồ ra. Cái gì cùng lắm mất đồn thôi. Đam 23 đam 58 đam cũng không ổn cho lắm. 58 đam một mục tiêu, thiêu đốt luôn. Cái này đánh hụt là nó bể liền. Cái này có cái điểm hạ tốc nè, lắp xài thử không ta? Nó lắp xài thử cây này nữa. Một mục tiêu bị thiêu đốt, mình giữ cái hiệu ứng ao nghe ngon hơn. Bây giờ về thành đã. Cái động băng, động băng level 5 mà. Một cút đầy quá rồi, nó không có tăng nữa. Được luôn. Level 5 mày không lo. Hàm 6% à, 56%, bắn 29, bắn này đi, không chí mạng này. Cái gì vậy? Đạp nhật lý 15 á, 31 ép, cắn dòng này lên khắp luôn. Tính hiệu lực tài. Rồi, vô cái hàng bằng này rồi, có cái hồi máu này ngon này. Ba bảy Bolivia gần đáp. Cái này là không bị chảy máu, không bị chón, không bị băng gì cả, ba đều có thể bị lửa. Đi luôn. 27 đam lan, 53 đam, 79 đam. Còn có 30 nhầm à. Thân giáp 30 đam. Đến đường rồi. Kiếm này xài một lần rồi. Tôi nghĩ rồi để robot đó. Sóc thôi. Sóc để phá tiêu đó. Mấy này đều là của tôi mình nhiều lắm nên né dễ dàng. Chặt tách đánh tay tiền không nhiêu. Con này 5 hồi máu, 14 13 này dưới đi. Cây gậy xài một lần vỡ mà trừ 3 mát focus, trừ 10 điểm trí tuệ luôn. Cứ đeo vô ngu đi đó, nhưng rất là mạnh. Cái bộ khiêu nó cũng giống mình. Xài luôn thôi. Đeo vô ngu đi khá nhiều luôn. Cái này miễn nhiễm tuôn, đeo vô thì miễn nhiễm băng. Mà nó hiện đang miễn nhiễm băng rồi. kiếm 20. Con này sao nó cười hoài vậy? Cái đầu rớt ra bị trộm với con này hả? Sao cản được cái event này đó. Bây giờ chưa biết làm gì. Đây có cái hàng level 8, chắc đi lên đó. Rồi đi đó đi, mục tiêu tiếp theo. Đánh thôi. Mình nó chọn 4 mấy tiền. Này thì chọn tiền. Gì nữa đây? Con này nó kháng nhiều quá đó. Kháng lửa, kháng băng, kháng sét thì còn gì nữa anh chơi? Kháng lửa, kháng băng, kháng sóc. Người đánh tay thôi. Được có 2 đàm mà cũng hên, con này bắn 30 thì đủ. Cái tổng này 300. Cái này cầm rồi. Cái áo này chứ hợp cho thợ săn chứ không hợp cho mình. Mua thêm cái liều, còn mua cái tổng. Mày nhận vụ rồi, nhận tuôn đi. Anh điên dài cái cung 15 khá cùi. Cây siêu 19 hơn tầm nhìn cũng khá là rẻ. Cây siêu 21 nhưng chắc đổi cái vũ khí này cho nó đề phòng. Nhờ cái này còn 4 giáp 5 ghét 30% đam vô ấy thú. Cái này có chảy máu, mua đi rồi bán đi con cùi đi. Không bán được đó. Nãy là thằng chiến binh mua chứ không phải nó mua. Rửa qua đi, rồi xài thì hấp vô. Rồi bây giờ xài cuốn phép đây. Có cuốn phép photo không ta? Không thấy gì luôn. Chắc đi bộ đi. 2 con cú. không bị đa với tôi thôi cho nó sốc trước. Sốc cũng không được luôn. Tăng né đi. Tăng giáp luôn. Vì mà đánh dẫn 21 đam giảm tốc mình nữa nha. Bắn thường thôi. Chém thường luôn. Vô cái hang này. Vô cái hang này có hồi máu. Đàn một kiếm một con này có thể bị sốc. Đại lên hết luôn, gãy kiếm luôn. Trời không sao, lần trước rồi. Một máu hả? 23 máu, bắn vừa đủ luôn. Cái áo này 557 nhưng mà bị không có mất kháng băng. Xài đi. Kháng băng có cái tem kháng này. Bình luôn luôn mượn máu trước. Mua hai này 150 x3 thì hết 450 luôn rồi. Đây đây đây, khủng này. Trừ 10 lượng tiền, 2 đam 2 hồi máu không. Này cái gì ta? Này gây ướt thôi không cần. Katana không cần luôn. Song kiếm hiệu lực tay nè. Đổi vũ khí rồi đi. Xài cái này người bán. Cái này bán luôn. Còn lại là ba cái này 60 hả? 60 65. Cái này dễ vỡ. Cái này xài không được. Còn cái này là có xài cái dưới ngon hơn. Cách 1, cách 2, cách 2 thì 35. Cách 4, cách 1. Cái này ngon nè. Đều tạm thôi. Chuyển tiền cho chiến binh đi. Đây 25 mà nó 3. Có tin hoài xuyên giáp, có đánh xuyên giáp. Được 10 git với 8 phép nữa. Được. Giảm tí đam. Giảm tí đam nhưng mà chính xác nó cao hơn. Cái nón này 42, 5 né tránh, 5 phép nữa. Giảm 2 giáp 1. Mất được 1 điểm sức mạnh, mất 3 điểm sức mạnh, không ổn. Này miễn nhiễm với độc, miễn nhiễm lời nguyền. Ngay đôi giày này lấy một cái. Nằm né tránh nè. 3, 3, 5 né tránh. Còn này 1 vô kết. Tiền kiếp một chút xíu mà xài nhanh quá. Miễn nhiễm với lời nguyền có cái dài dài nên không xài cái này nữa. Cái này miễn nhiễm với băng không cần. Xài cái này thì xài được cái khiên. Bán luôn. Đồ đỏ hả cưng? Giáp tiết. Không cần miễn nhiễm với băng. Miễn nhiễm với băng mình có rồi. 3 né tránh bỏ luôn. Không cần. Miễn độc không cần luôn. Giày, giày cùi hơn cái đang xài, bán luôn. Rồi đi thôi. Trả lên tí tiền. Ok. Tuần sau có cái hồ nước nữa. Con này kháng đủ hết. Con này không chảy máu. Kháng đủ hết, gửi đến tài nó thôi. Chết luôn rồi. 38, 29. Này là sao, phòng thủ hả? 91% có hút máu nữa. 91% hụt. Thử lại. Tăng tốc lên đúng không? Tăng kháng phép nào. Cũng được. Được. Rồi nó trộm đồ mình này. Vô đây thôi. Chừng 5 đam luôn hả? Khốn đó. Chiến. Đây còn quỷ rồi nè. Cộng đồ của mình không biết bao nhiêu đồ. 10 kháng phép nó không bị đây, không bị tuôn. Hút được 7 máu. Bây giờ cho nó chảy máu luôn. Xong thiêu đốt nó. Rồi nó trộm 175 tiền mới đánh 2 tuần. Tuần sau nó chết rồi. Né tránh 7 tiền. Né tránh 7 tiền, 7 may mắn rồi. Thôi, không xài đâu. Bây giờ pháp sư lên hàng băng ở trên này. Đánh cả 32 máu hả? Đầm chậm luôn rồi. Chết. Không đòi luôn. Gì đấy? Trời tối rồi. Đây xuống đánh này. Xuống đó thì mình đi về chỗ cũ. Đi dưới đi. Giờ ai quay lại nữa. Giờ vô đánh là bao nhiêu người đó? Có một mình à? Bỏ. Không. Trời trời trời, sao con này giật 5 đam vậy? Đấm luôn, nếp cái gì? Không bị lửa, không bị chón, không bị cái gì hết. hút máu nó ngày 29, toàn 29 không à. Không, tụi nó yếu xìu à. Con này kháng phép cao lắm. Tăng kháng phép lên luôn, cho khỏi làm gì nhau. Này là gì đó? Cái gì? Sao bỏ chạy vậy? Vãi cái đồng đội mình. Anh chiến binh thấy biến anh giọt liền. Giờ mình đi qua đây mình đánh cái này hả? Đường trên đi không được, đi dưới thôi. Chút nó đi, đợi đồng đội qua. Bị cái lỗi đồ quả này không biết người ta sao nữa. Xin tiêu phép. Ủa đang đầy máu rồi, hút máu làm gì? Mày chắc là hồi phải đi hồi máu quá. Hồi báo cái cho chắc. Chưa tới thùn chưa hồi được. Bị lửa hả? 17 đam mà có lan ra cũng không nhiều. Bỏ qua giáp. Tội nghiệp con dao. Hai phát 77 đam khiếp, nhờ chắc đánh thường thôi. Ủa méo ổn rồi. Có 3 đâm vậy. Nãy đâm nữa vô nó giảm nhiều quá tao. Ủa gì xong nữa hả? Bây giờ nhiệm vụ mình lên cổng rồi nữa là xong rồi. Level 10 mới level 8 là trên đường lên, chắc level 9 là đủ. Chiến binh vô đây thôi. Đấm luôn. Con này sáng đủ thứ hết. Hút được 7 máu. Đánh ra được hồi máu cũng đỡ. Gì nữa đây? Con này đồng tiếng ngộ hả? Bây giờ nó có thể phản rồi một phần sát thương vô mấy con đến gần. 22 giảm 5, phản 5. Phản 5 luôn. Chết đi. Ồ, hồi phát vui máu. Gì nữa đây? Một cái ngôi đòn. Coi lại cái, coi lại cái. Level 8 được. Mình có cái con thuyền đây nào quên nữa. Level 7 thì chơi thôi. Trời, một ông già chặn đường hai thằng level. Level 7 mà cân 2 level 8 mà. Hút máu đi. Né luôn rồi. Ông già này cũng được ha. Hai thanh niên trẻ khỏe cầm 2 cây xiên, 3 cây xiên. Kêu phóng lợn lên đó chứ, cây này kêu phóng lợn à. Sọc con già như đúng rồi á. Kết thúc tem. Trên nó, trên đi, trên đi. Tự nhiên con cua đâu đây vậy? Con cua này không bị đây, chỉ bị ướt. Bye bye. Chưa chết. Gì nhá chắc. Để nó đánh nữa mà còng lắm. 2 điểm focus thì hơi phí. Gì nữa đây? Bức tượng. Vui focus 100m. Chắc cho chiến binh vào. Còn chiến binh 2 thôn này đây. Có thương gia, có thương gia. Mình bán khiên, bán nón. Sao anh bán đồ cùi không vậy? Muốn pháp sư mà. Pháp sư chắc đổi qua này quá. Tăng điểm trí tuệ lên cách khiêu cho nó gọn. 3 sát thương nhật lý đôi giày, 3 sát thương nhật lý được nè. Pocket mình nhiều quá không cần nữa đâu. Hiện tại chưa có gì thật nữa. Ủa phan quan là nãy là chiếc giày này cộng 3 vật lý 2243. Giày này 2515. Tăng 3 sẽ chen lên thì nó lên 93 rồi. Vũ khí này đôi. Thôi đổi này hơi tốn tiền. Để dày nhiêu. Mất 5 điểm tốc độ di chuyển luôn lắm. Đấm thôi. Em gái à. Môi mỏ tóc tai tím ngắt lên đi. Bây giờ là không đây không sóc không lửa luôn, chỉ đến làng thôi. Nêm khung chảy máu được thì cho chảy máu. 56 84 84 khi chết luôn á. Bye bye đi. Mang này yếu lắm. Không có xuyên giáp à. Xuyên giáp mà hút máu thôi. Rồi đánh cái đi bạn. Hồi được có 4 máu à. Miễn toàn bộ nè. Con này kháng 3 cái. Cu sờ có rồi, sóc có rồi. Cương đây chưa có. Thôi có rồi. Vì đều vô thì với thêm được có 3 cái à. Rồi không. Lụm về đem bán. Đây, 9% mà lấy được. Bán đồ mới không? Con phu có rồi luôn. Ba cái lai lửa băng xét. Cái này băng 3 Băng 3 là có 22 đam, đóng băng một mục tiêu. Cái này đóng băng đam mục tiêu mà tới 5 cái rồi. Stone được 5, 3 thằng luôn nào. Sách này cũng được. Nhưng mà chắc không đổi đâu. Cái này quấn AOE nó ngon hơn, bọn này chiên về băng không à. Và trong khi bọn này nó kháng băng rất là mạnh đó. Mua cái lúc tích thôi. Mua cái photo rồi luôn. Ngủ giấc. Anh niên này cũng ngủ đi. Giờ nhiệm vụ mình đi qua cái cổng này. Gì? Nó mới hiện cái gì không quên đọc rồi. Mình level 8 không mà. Một thằng level 9 là đánh đại đi. Có gì ấp. Trâu dữ ta. Chút nữa chắc đổi sách mới được. À, né được. 28 nhầm né. 9 đàm rồi chết rồi. Hai đứa này bị thiêu đốt nữa chứ. Mới quay đầu mà nó mình áo cấp nó mà khổ gì vậy ta. Trường 5 tha lần, cũng 5 thức tỉnh. 1 bao giết đam. Chắc đổi như vậy rồi. Vô đây cần cái mà hỗ trợ thêm hơn. Cái này cũng hỗ trợ thêm mà trừ 10 điểm này đó. Thiếu focus nhiều quá. Coi có cái nào cần tăng focus không. Đây. gì kháng phép nó ghê vậy đó. Không dài có thể bị chảy máu rồi. Băng lửa xét gì cũng khắc hết trơn rồi. Rồi rồi, nó né rồi chứ. Vãi thiệt, trừ 2 focus. Tiêu ác độc vậy. Mà không chảy máu. Ông già chảy máu chết đâu. Giờ mới chết. Ham 31, 30. Cắn thú như cắn nước lã vậy trời. Trời ơi, cắn máu chi phải ti ghét đây nè. Được. Còn có 2 cái ô à. Này 665 thuốc nổ rồi, đập con này trước. Tuần sau tới con nhện. Mập này cho chảy máu đi. Bây giờ là không thể bị sốc, không thể chảy máu, có thể dùng lửa. Né. Thằng này tuôn cuối thì chắc nó chết rồi, tập trung giết con nhện. Con nhện xiên 20 giáp mà giáp ít chém thường. Xuyên thường nó luôn. Này bị lửa rồi. Nó không có kháng băng thì cho nó băng. Này đã đến tay nó thôi. Đến tay nó đi. 52 33 trừ đi còn 22. Cũng như nhau à. Nó còn 29 máu, 29 vừa đủ luôn. Nhận ép. Cái áo này y hệt cái áo hồi nãy. Này né tránh 47 luôn, rất là cao. Tuần cuối là cái con đầu này nên có thể dọn chết con này. 69. Con này nó kháng khá là nhiều luôn à. Còn 21 á, thiếu đam rồi. Thiếu đam không để đến tay nó chạy. Không thể để nó ra chiêu được. Ây dạ. Chồng chết này. Giết 30 luôn, đau nha. Cắn cỏ. Bây giờ lửa. Lửa thì hai thằng đều bị. Ok. Chém này cũng đúng chứ. Nó không bị chảy máu quên nữa. Đóng băng rồi. Mình chơi lại băng đó. Không phải cứu trời. Học nó rồi. Học hai phát luôn. Đánh lại 36 máu. Cũng không sao. Rồi đánh thường đó. Hút máu đó. Rồi tôi có 4 máu à. Cái này lên cấp cũng được. Giờ nó còn cho mấy cuộn giấy nữa. 4 máu. Chắc ăn đi. Bây giờ là không thể tin vào nhân phẩm được. Vừa uống máu xong rồi tới đây ghét cái gì. Con này sắp lên cấp này. Tầng 3 ấy 2 gặp quái level và 9. Bây giờ lửa với băng vô nó được nè. Lửa với băng được. Dồn chết này người ta. Chảy máu không còn nào chảy hết. Mẹ, lửa với băng mà. Lửa trước. Chơi 50 mấy máu. Đam lát 17 vừa đủ chết con này luôn. Ồ. Bây giờ hai con không nào chảy máu hết. Chắc đâm hút máu này. Đây về à. Giờ lửa xong tới băng thôi. Băng điểm này đi. Băng thì nó sẽ dính đam nhiều hơn. Né. Chuyện đó. Hết hiệu ứng băng này. Bây giờ cắn máu vô hồi 60. 60 113 tuần sau đi. Không biết được cái tuần sau nữa. Ba con này chắc phép không quá. Dồn rồi có dồn con này. Phục không rồi. Bây giờ băng lửa xét. Xét phá thiều đó. Còn con này cầm sách đập đầu nữa hả? Không, còn nghiệp không? Rồi nữa không? Trời, uống máu xong là cái phải TS à. Thì con game đúng lừa đảo. Định danh trước. Màu trắng mở được. Bây giờ chắc không cần xài mà mất 3 né tránh thôi, bỏ đi. Đồ cười cũng mà. Đánh đỏ này trước để diệt cái cục đỏ này, hoặc là diệt hồn ma. Còn 29 đến 30 là chết nó luôn, chắc ăn chăm đi. Lính độc rồi mình cho nó có thuốc. Giờ ba tôi mình diệt được con này không, hoặc là quay lại con nhện, nó thể dính lửa. Trăm 26 đam. Trăm 26 công hỉ chảy máu không chết được, giết người này. Ba độc luôn. Mấy cái độc này bắt buộc phải cắn thuốc, tại vì có hết tool trong trận thì nó vẫn còn đó. Đánh con bom nó 4 tuần. Mình méo là cái gì? Bây giờ một con yếu với lửa, con yếu với băng, con kia xét. Để xài xét để phá kill này đó, phá được cái nữa. Còn trên giữa mất điều khiển rồi. Cầm sách đập nó chết này, né nữa chứ. 3 đam à. Giết đó. Điều nguy hiểm lắm. Con này không bị băng, quên nữa. Đang dễ xài xác nó tự nhiên bấm vô băng đi. Rồi tương 6 nằm rồi. Bây giờ chuyển cái cỏ. Cắn cái hồi máu nè. Đó. Cắn xong một cái gì nó đi. Bật TS. 4/4 này không biết còn nữa không á. Không biết có nên xài không. Chứ không xài đâu, cắn máu thôi. Rồi biết chị xài mẹ đi tới boss cuối rồi. Mỗi lần suy nghĩ tính toán cái gì là như lòng thì băng xét đây không có gì, xài lửa thôi. Lửa với chảy máu. Còn này không có chảy máu, sao nó khè ghê vậy? Néo luôn rồi. Né hả mày? Nãy quên biết vô cái boss đổi vũ khí rồi. Trắng thuốc đó. Rồi không có nào cán băng luôn, còn chảy máu nữa chứ. Cắn máu, cắn máu. Máu nè, trời ơi, xài chín mấy trăm còn hụt nữa. Chín 95% rồi. Quá 90% mà hụt bài con thiệt game. Đau buồn dữ lắm. Bây giờ nó đánh hơi hai tùm luôn à. Ok, tiếp tục. Nãy giờ đọc tin nhắn một tí. Bây giờ nó tuần thời gian mà tiếp tục cắn thuốc thôi. Cắn thuốc chờ tới chết. 89% mà nãy giờ hụt không à. Bây giờ nó bị lửa mình liền này. Còn cái tăng vết nè, hồi máu nè, chắc hồi máu đi cho chắc ăn. Nhưng còn nữa đây né hết rồi, giờ tăng né 53% lận, đi cộng 15 đam 100% cơ hội đóng băng. Thử cái này á. À quên, nó kháng băng mà, tính đâu boost cho mình chứ không để ý. Hai anh đi đóng băng đó này, cắn máu thôi, cắn máu không được luôn. Mình còn 2 mạng trên đây. Cái bình này là gì? uống tăng đam 25% hả? Đến hụt. Cắn máu, cắn máu. Tiếp tục nữa. Quên xài của focus rồi. Này cắn 60. Không, chưa cần. Sao mà cứ đánh vô đây lại giảm tỷ lệ dữ dằn luôn nha. Giảm đến mức khó tin luôn. Chín mấy phần trăm mà thấy hụt nhiều hơn là chúng. Này là gì đó? Tăng 25% phép. Ủa 25% phép. Này 25 né nè. Bà đứa đông bằng luôn. Rồi chắc chết quá. Máu. Để máu đi. Không không. Nóng đánh này rồi, hên. Đau à. Máu tiếp. Chảy máu rồi xong nó rồi. Phương sau nó xong rồi. Cắn máu luôn, dằn mặt nó. Ba thằng né hết rồi. Ngày tàn của cưng. Một máu hả? Một máu chơi nào cho đẹp đó. Này đi. $5.000 tiền một quyển sách. Đưa vào 10 luôn. Con rồng. Rồi coi báo đâu. Anh hùng. Trở thành anh hùng trong quán rượu rồi. Rồi vậy là xong được cái mà thứ hai trong cái bay game. Cái đầu tiên là For The King, cái thứ hai là vùng đất băng giá nè. Tới cái thứ ba là đại hải trình. Thì phần này đánh giá là nó tệ hơn phần đầu một chút. Không phải tệ hơn mà là thế giới nó mở quá. Nó không ép buộc mình phải đi đâu hết. Chung vì mình chỉ đi khoảng 4-5 chỗ mình đánh vài con quái nữa hết. Cái chủ yếu là mỗi bước đi của mình trên băng thì nó giật máu thôi. Cái nữa là mấy cái mục tiêu thì mình phải tự tìm cách mình tối ưu. Nhìn con game người ta làm bao nhiêu người đây nè. Chữ chạy mình nghĩ luôn. Để lỡ chơi rồi để cho nó chạy hết ra đít đi. Tôn trọng sức lao động người khác. Rồi game icon. Game icon. Một con game như thế này là chắc studio nó cũng to chứ lắm á. Biết là một người làm nhiều vai trò vị trí khác nhau nhưng mà để làm được gì cũng không dễ. Còn một người làm chắc tính theo thập niên. Rồi bây giờ làm gì nữa? Lấy được kho báu nào. Chúc mừng. Nữa là dành dụm nguyên đầu game, cuối game này xong rồi cắn thuốc như điên luôn. Bây giờ ghi sum là được cái gì đó. Vô to mình mua tiếp đây. Hiện tại thì chưa có nhân vật nào mới. Mua thử nhân vật này luôn. Nhân vật này luôn. Thì nhân vật này có khả năng thực chật với nhặt với vật phẩm hồi máu. Thì cái màn băng lại hợp cho nhân vật này á. Thôi coi cái vũ khí gì mới không. Cuốn sách này thì nó level 1 mà màu trắng rồi. Không muốn mua cho lắm. Này là đồ lửa băng băng mà nó 5 lần. cung 4, đàn 4, 10 gít 10 tiền. 4 né tránh này đam như quá giật bay. Này đỏ luôn nè. Tím. Ghiều. Cái phiên này mạnh vậy, nhưng mà giảm 4 phép nữa. Nói chung hàng vũ khí mình còn thiếu nhiều lắm. Nón đây, sách trắng nè. Đợi đi, cùng luôn, hết tiền rồi, quên nó không đồng luôn rồi thôi. Mình bấm thử vô gì xùm nó ra vậy. Bữa cho mấy nhân vật này. Cái này lại trở về nhân vật ban đầu rồi. Bây giờ chỉ có new game ơi, đây dùng đất bằng giá nè. For The King là cái DLC cũng mua rồi luôn. Nhưng mà chắc chơi dần dần tới. Thì trung bình khoảng 2 buổi là xong cái. Tính ra cũng hết tháng 4 xong mới chơi đều hoặc là có thời gian rảnh. Cái này đang chơi mức dễ mới được diễn nha, chứ mức khó thì tôi không có tự tin để qua được nên chứ không chơi đâu, tốn thời gian nữa. Này là gì? À cái này chắc là mức 1 mức dễ nhất đó. Tới mức trung bình khó nè. Thứ 3 là vô rồi. Cái này là mức dễ. Bungeon gì nó cũng vậy luôn. Chắc chơi quần 3 chơi cái này đi ra biển nhiều. Rồi hẹn lần sau chơi. Bữa nay đây đang làm việc nên vừa chơi nữa nên hơi mất tập trung tí.